sau khi đợi tầm khoảng 3-40 phút thì bây giờ thì ẩm thực đã chín rồi. Cạy tô bùa với lại cạy tô na. Thịt con lợn và thịt con chuột đã chín rồi. Còn đây là ớt này, ớt là hó cho đúng không ạ? Lưu lỉ hó cho, lưu lỉ hó cho là bát ớt. Còn món này là canh à? Không phải canh đâu chứ? Lê chia. Lê chia. Lê chia. Lúc tại lê chia. Lê chia là cái gì? Nước thôi. Hả? Nước thôi. Nước à. Nước thì anh em nói tiếng Mông là lê chia đấy đúng không? Ờ lê chia. Cái này là để thay canh này các bạn này. Đủ rồi. Đây rượu uống một bát các bạn ạ. Đây lại có góp mặt của anh Dê. Anh đi chợ về lâu quá đấy. Đợi mai này. Chảy mà. Tất mù căng chảy á? Ừ. Để xa chứ. Đây bát của anh này. Uống cốc cái uống gì này? Giờ chỉ tổ. Ờ. Cái con gì nó đi khò khò đó không chào bác tiền này. Không à mình bao bò cái khỏi ngay mà hỏi anh nữa. Ừ. Mua dù nữa là tí nữa. Ừ. Mua dù nữa tụi. Cứ. Mua dù cứ này. Thế cứ áo hay quá. Thì cái nó áo thôi. Ăn cái thứ nào mà rồi. Ờ mua dù nó nẻ nữa. Thế là chỉ một nóng mình khơn. Ừ. Thôi. Mấy các bạn nha. Ừ. Có một bát con. Ừ. Ai xin lên lầu anh? Lại chán không? Rượu nhạt thì bảo thế nào nhỉ? Hả? Rượu nhạt thế? Nhạt đã. Rượu nhạt thế bảo thế nào? Tính Mông của mình nhỉ? Chéo chế thôi mò. Chéo chế. Dâu chế. Chéo chế. Chéo chế. Chéo chế. Chéo chế là rượu nhạt. Để rượu nhạt. Nào luôn mày, nào luôn. Nói. Nói. Nói nhìn là nhìn đi. Ồ. Ngon đấy. Ừ, sư phải cái những cá khó mà cá này nó mới nhà cái này nhá thú này anh đó mé để xa xí dầu cái nào tí dầu 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 to nên này dùng thịt đây ăn đi anh dùng đi đây cuộc sống trên đường ngắn các bạn như thế này ớt luôn. Anh Di ăn được ớt không? Hả? Ai cơ? Ăn được kìa. Mày hảo lo mày. Mày hảo lo. Mua dù nữa ai nữa. Nà ti mua dù nữa. Mua dù. Hả anh mèo rồi là tay cũng một kéo cũng vui. Tiểu cái nhĩ nỉ hay sao tao cái nó lại mét đúng là sao lại tôi ham biết đó anh à không như sẻ tay này không hay nay sẻ tay đấy con nó cay 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 họ cho này tuổi đấy phí quá nó mi mà cay là bảo là anh nhỉ anh là nhỉ anh cay đây là gì gì là cay cay là gì họ cho gì cay gì họ cho gì đấy em cũng hiểu rồi mà cái gì nữa họ cho gì đây cho riêng đấy riêng riêng thì bảo nào nhỉ thế 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 là tính ví dụ đấy mông chá là thế là mông đinh là nó khá khá có hai nghìn mà à, khá thôi một em đỏ. Sang nhà hờ a di bên hô bốn cái ông mở khá khá là gừng cũng khá mà riêng cũng khá. Khá khá là ví dụ đấy mông đỏ là mông chá này mông đỏ mình là mông trắng đúng không mình là mông chá mông chá là khế là mông đỏ là khá thế như kiểu thái đen hay thái trắng nha thế chứ khế khá khế là mông chá là khá là mông đỏ ấy xinh nha nó khá hả đây mày tính quá như thế mới hiểu được việc khế là tính mông chá mình thôi thì nó ít của yên hầu thì nó hầu nhiều biết là mông đỏ ấy thì gì như tính của em đấy khá là nó hiểu anh không phải không nhỉ đúng rồi đúng rồi chứ con gà là con tính mình thế nào gà là tục cay tục cay cay là nó rõ ràng là mông cá con vịt nữa con bìa tao o
Thế mà tô u không phải à? Tô u là mông đen nghe. À, tô u ấy. Thế thì lúc trước em cũng hồi sống ở nhà mình mà. Giờ các chị làm mất nữa. Đi chăn trâu ở nhà nuôi trứng lá nuôi. Trứng lá này nuôi. À. Con trâu là từ nhu. Từ nhu. Từ nhu có phải từ nhu à? Nhu tử. Nhu tử. Nhu tử. Nhu tử. Nhu tử. Nhu tử nhu lạ. Nhu tử nhu lắng với chữ đây. Con trâu thì chắc là nhu lá là con bò. Con bò thì là chữ lạ. Còn mà hay cái mũ đơn mà hay đi nó này từ đi đầu này. Ê, con ngựa nữa. Con ngựa là tuấn anh. Con dê. Dê là chi. Hôm qua học hết rồi gì nữa. Chi đúng rồi. Hôm qua học nhưng mà quên mất. Đấy. Chi. Anh nói thật. Không, nhiều khi cho tôi. Bây giờ thì con lại có thể biết giá nào mà mai thử thì con lại một lần. Con nhu đã hơi chị kia thì tôi cho con đi tắm tắm mặt. Con nào? Con cá là thế nào vậy? Con cá ăn á. Cá chi này ở Âu á. Ừ đấy. Thì tuấn chi. Tù gì? Còn cua là... Cua là tục khẩu. Đúng. Tục khẩu là con cua. Nói thật không đấy? Thật mà. Anh cứ để đùa. Anh có mấy cua này. Rõ ràng. Con mèo bảo là nhỉ? Con mèo ấy. Mèo á? Con mèo bắt cua phải không? Ừ. Con đấy là tục mí. Tục mí. Tục mí là tục mèo. Tục mèo là không mí. Tao mà tính mông là mí. Là không mèo là cái kinh ấy. Là tôi tính mông là mí. À bây giờ thì chuyển sang xưng hô này. Ví dụ à xưng hô em ấy bảo thế nào rồi? Em ấy. Em trai bảo thế nào nhỉ? Nhưng mà tính gì? Tính mông thôi. Đúng rồi. Em trai là tí lâu. Tí lâu. Còn à, em gái nữa. Em gái là Mùa lo. Em gái là mùa lo. Thế cô nữa. Cô á? Cô. Cô ví dụ anh hay là... Đúng rồi. Anh á. Thế nào? Cô gì đó. Cô đó mà cô vợ của ví dụ anh trai mình. Ừ, đấy. Thế là nả tì. Nả tì. Đồ đấy. Là chứ, không được không? Tì là chị dâu nhá. Chị dâu là chị dâu là ngày chính. À, ừ. Thì tế mông thì nó nạ tì. Nạ tì là chị dâu. Còn ông thì bảo là nào nhỉ? Ông là tôi giận. Ông nội và ông ngoại nữa cơ. Ông ngoại, ông nội hơi tôi không phải của tôi giận. Tôi giận. Tôi giận đây. Tôi giận. Ờ, tôi giận. Tôi giận. Thế có phải mà tôi giận với chị đó. Ông là tôi vậy. Thế bà nữa là bà bảo bà là tôi po. Tôi po. Thế đấy, khá hảo mà. Ví dụ đấy, mẹ là đấy là nó bà gì đấy, bà chú này phải po. Gọi tính ví dụ đấy theo cô này nó po. Bố ở nhà không po ơi. Thế gì? Thế mà. Người Thái po là bố đấy. Người Thái po là bố. Po là ải. Po là ải mà. Po ơi, đi đâu rồi? Bố đấy. Bố đấy. Po ơi, phải cắt đồ đi, chị này. Con à, ấy à, nấu trái. Mẹ là tôm nẻ hay tôm nả nhỉ? Mẹ là tôm nẻ. Mẹ tôm nả. Tôm nẻ là tính mông chá, là tôm nả là mù đinh. Cũng một câu thôi đó mà phải khác như thế. Kể cả mình đi đánh bả mông lên mông đỏ ấy, tôi nã mông A Tư, mình cũng hiểu rồi. Mông A Tư là đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Mẹ em đi đâu đấy? Mông tôi nã lấy mông trăm, mông trăm phải lấy mông điên. Theo tính của họ, ví dụ đấy, mình đi cũng mình đi xa bả của họ thì phải theo ý. Mông thì tôi nã ấy. Mẹ họ mới hiểu được. Đúng rồi. Ví dụ ấy, tính dân tàu mình bảo mình thì mỗi tên tôi nhẹ. Thế thì dân tàu mình cũng
Chấm nè là mẹ, thậm chí là bố. Đúng. Thôi đủ món ấy. Lại thêm thực phẩm rồi. Biết phải biết cả mấy tiếng để mới giải được như thế. Kể cả biết tiếng mông không thì giải đi không biết được giải được. Mình gì tiếng mắt nó kín một tí. Biết cái câu này, biết a cơ này, ống hiệu này. Ăn cơm là bảo là nằm máu. Nằm máu là theo mông tôi chứ. Hông chéo là ví dụ đấy, ông dạo thay. Mình vì nó dạo chiêu. Là con ma ấy, từ ma với ăn này. Từ rùa này. Rùa, tôi rùa là cái gì? Tôi rùa ấy, ví dụ đấy, ma, ma đá này. À, con ma. Ma, ma mình nấu cho ăn này. Măng, măng. Măng ấy, măng. Họ nó bảo là tôi bể. Tôi bể, tôi bể ấy, nó kiến, kiến nhiều. Sung, sung này khác đúng không? Sung này khác. Sung A này. Sung A này khác. Thì nó ví dụ là mình không học được thì nó giải, vẫn giải cứ được. Cũng thế thôi, cái gì cũng là học kênh về mà. Nào, uống rượu đi anh ơi. Rượu đây, mày. Mày nhá. Được rồi anh nhá. Bây giờ anh em mình là dạy tính mông cho bọn em nhá. Dạ, dạ, dạ. Không mình ạ. Tôi bảo các khi được mông này, tôi biết khi được mông này là con này con này. Mông mông là giỏi nhất. Mông thì biết cả tiếng Kinh này, biết tiếng Thái này, thì mới giải được. Cả mông không rồi không giải được gì cả. Thế có phải không hay nhỉ? Chắc là mông mông biết nhiệt nhiều tiếng là. Thì anh biết là Thái thì mông biết đâu. Mông làm được cái gì đâu mông này. Biết ít thôi. Đa số là ít biết. Nó mà phải biết cả tiếng Thái tiếng Kinh mới giải được. Chỉ thôi như thế nào mới giải được. Chỉ biết mông không rồi này giải thì nó cái gì này không hiểu. Nó mặt rồi. Cho lại đấy. Rót rượu bảo ra này. Trâu chớ, lau chớ, trâu, trâu. Trâu chớ. Trâu chớ lúc là rót rượu. Trâu chớ lúc kho, rót rượu vào bát. Lúc kho mà lúc kho là ba là lu lì. Lu lì, lu lì. Lu lì là cái gì? Lu lì đó. Lu kho lu lì. Lu kho là bà chị. Lu lì là khởi áo chuyện học. Tu lại phải rẻ rẻ nếu mình. Gặt gặt lúa thì bảo là anh già nhỉ? Gặt lúa á? Nói tiếng mông thì thảm lệ, ốm lệ đúng không? Ốm lệ. Ôm lê. Ôm lê. Ôm lê này, đóng lê này. Ngu chứ bị chứ là. Bây giờ là bảo đếm trước nhỉ? Hả? Đếm nha, anh bảo anh đếm từ 1 đến 10 anh nghe nào. IOP. IOP là 1 2 3. Ờ. Lâu. Bây giờ đi nó mà IJOJ này. Kinh, kinh này kinh ấy, khá khá đấy, khá để hấu khen để phu mất rồi. À đi không mất rồi, khá đi này, khá giúp ta, kinh này kinh phụ. Ừ, ăn đó, á, giờ cứ khê khá rồi lắm. Khá nhớ cắn ơ. Khá anh chị, khá tổng kinh này. Khá gì, khá hấu này, chứ để... Khá đó, khá điều đó. Khá về, khá như rừng này, như bá này, khá gì. À này, khá hấu anh này, khá hấu. Chí thật đấy. Ba các bạn bắt chữ để họ sai đó. Mông đặc ca, mông lạc ca. Mông sản kia. Mông kia đó, nó miêu này nghe tú rõ ràng. Tô miêu nó thôi. Tú miêu nó này mông đặc kia, mông lạc kia. Có con nó mỏi. Ba phải gì này mông có xì. Mông có xì à. Mông chết hỏi. Ba biển sao bao sao mấy đó. Mông chết đâu cậu. Mông chia lông cậu, mông chia lông cậu, mông chia lông cậu tỉnh sao. Bà kén nó ngơi, bỏ ra mấy yên. Nó ngơi, nó ngơi, nó ngơi, bỏ ra mấy yên. Mông nó tỉnh lông cậu, mông nó tỉnh lông cậu. Mông nó tỉnh lông cậu. Lại đây, lại, lại. Học bài dễ biết mà, chiếm mông ấy. Tôi chết chắc, khó lắm. Chiếm mông rẻ lắm mà con giống như đi hầu đó. Mông là cân lạ mà. Chắc là không biết. Cộng là lạ. Chỉ là lạ. Mông còn dễ. Chúa
mấy tháng mà có biết nó là như hôm tôi chỉ đồ coi nhau lấy tôi coi số khách cho mà lấy chứ đồ bà phải na hiện bao giờ mới nọ mùng đã liền mùng đã liền bà hai đi tê mùng tê tê này hai liền này na đấy đi mùng đã liền liền cần khăn na rồi bà sao mới khăn na dư liền dư liền cần thả hàng cái này dư liền này khăn na tàng na mới in tàng na tàng na mới hiểu mới tàng na thì hết năm có phải đi ờ dậu đi dậu đi dậu đi phải hù tay hù miệng cả này nhá này này tàu hai nhau hù nên mới hù tốt kéo miệng cả tôi tay hù gần nó trẻ na bà sao mình trẻ na chỉ na là cầu liền á cầu liền là trẻ na cầu khó này mà sao mấy khó nó món lầu quá đi lầu quá đi lầu đi lầu đi chua này có gì nè đi lầu đi đi chua đi chua đi chua đi đi lầu đi lầu à cả li nâng cha ngon mấy khó xem phải lầu à chán lầu à chán nếu mà đi chán người cũng chồng bà khiển thế này muốn chán đi này đi lầu đấy anh à mà kim chế nghe nâu chúng nó chê là chê này nó cha phải không nó cha của hù đó của bính già này thôi á để nó cha này nhiều lính đấy ví dụ họ bè sau này sau ấy mông nó ăn này sau của hù khát nâu đấy xin này sau của khát này nó này ví dụ họ tu nó chê này sau của khát già này này nó này bao xanh nó rùa 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 này nó bao này rùa e rùa a rồi và mày bao để sung a sung a đó cần nó hút để bao xamen nó hút này món rồi sung là sung chở sung chở nó hút nó hút này sung là nò rùa chứ nó lay đi lay sung là sung cầu mu đây lay cầu mu sung cầu mu nó lay cần nó bật mới đi nó bà nó bù chữ rồi bù chữ lại khổ lại lại tính lại bật cần mắt tụn này cái sao mấy nó cò tung rồi cò tung cò tung tổng cú lầu đây cò tung cò tung này mắt tụn bao cười khỏi đi nghe không ba cần mắt ổn mới đi hả mắt ổn cò la cò cò la còn lá là mèo đành đấy áo này còn lia cò có mèo lón rồi áo mèo lón là còn lia nữa còn lia rõ ràng á mắt ổn màu này bao giờ không hả màu màu lón lón này cái là mê màu này còn lia đâu chán 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 là còn lia đâu cần lắm ấy màu lắm còn lên lia mới còn lia còn lên lia màu lắm mọc kéo mình hả màu khéo ấy có liên chua à đi mi nhiều khéo đi mi màu khéo cái đó đi màu khéo này mi nè màu khéo màu lén gò nhiều lén đó màu này màu đó màu đó á này mi sùng màu rồi nát màu trá này màu đỏ này chỉ thế thôi màu vàng ba màu đấy màu vàng ở trong đấy màu vàng nhưng mình ý anh biết thì nó có ba màu đấy khẩn này bao giờ mới đâu khẩn nhớ mơ à nếu mới à dê một p dê một p dê một p dê một p ví dụ đấy mơ nừ mơ nừ này ví dụ đấy dê một p dê một p phải tẩy mới phải tẩy để mua ra mua ra mua ra mua ra cần phải nâng lên đây phải nâng là một tí phải nơ này ví dụ đấy phải nơ này một tí này họ tôi tay này tôi giải mấy là mấy tù mấy họ mấy hắn nhau mấy tù rồi hù cơ đây phải tở mấy người cha mà tính hù cha nếu thì chết phải tở phải nữ đi có lo hay là ba tôi hành động mãi là ba tập là tàu ạ à. Ừ, tàu đây tàu là tập tàu có đấy xin để tập tập tàu là tập tốt mới đến tốt tốt này ờ xin nè ví dụ chào túc nếu mà túc nà cái đó nè đầu pía lòng pía đầu chút pía cần sút cái này hin hả sút học kỹ đi sút ao à cần chơi giờ canh giờ canh giờ canh giờ canh hôm nay lại kỳ học ấy hôm nay lại kỳ học ấy
không nghe nào. Chị nói chị nhớ nhắc khăn rồi. Hai kia số thì đã bị sáu em rồi, nổ em rồi mà chui đi vào đây này. Đấy, cái nhau chị thắt tôi đi. Nhìn cái số à. Ừ. Thế bảo thằng này cái gì rồi. Tú lại phải là lại nhéo đi nè, nhéo với là tham á lại. Và tổ lại với lại là ví dụ đấy mà nó lại với hô này với nhà hâu quá, tú từ sao hô lại na. Xin này quá. Giờ số tú đấy vào mới hô lại thì thôi á vô lẻ hô chứ không. Giờ sợ thu hại tú thì na không có phát lại đấy. Nhưng sao lần xin này mà ví dụ hô hô mết này. Rồi sao ví dụ này tay kéo để mèo mi nô mé đâu mẹ đọc cái điều thứ hai mi thì khu này đọc khu mé này ví dụ mi nô mé đấy quá chú chỉ được khu quá rồi nô nô quá không biết nào chú con gì đi nằm ở chỗ ấy, tao tự cưa. Anh em nằm bùa cái sao mày nọ, tao bùa, tao bùa, tao bùa, tao, tao, tao này ha, tao là khánh lắm rồi, tao này khánh đê, tao này nà đấy, để tao này xả đây, kêu đây, chưa bùa đâu em, tao này tôi xả, tao này nè, tao này xả, tao này mặn nha, mặn nha, tao này nà đây, tao này nà. Tăng mùa tăng mùa giải nhau lại quá anh em bay anh là con tử đi mua chưa nè tới này na tá này xà tới là khanh mới không đây là cành tre ha ví dụ đây mỡ ớt ý xít nhau với tổ quê hồ này chứ mà xí đà rồi ha xí đẹp cái gì xí chí nêu này, chí xích chí lẻ nhá hô dài này chí để tu bóng này xích để tu na này quá ví dụ đấy nào cổ đau chỉ chí xích chí xích nó chí xích chí này hả xích ờ và chí xích thì mới chơi mất cái này chí xích như này ờ đây một mèo mèo mà chả cái má này phụ người này không phải về chứ chả không phải phụ nó mỏi được nó nói mà chơi nó mỏi nó mỏi chơi 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 thế là giờ này bên đô rồi mà bên đô quá gra 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 nè còn hai cái nữa hai này nữa anh là tỷ hai anh nữa.
đi lâu một rồi nữa phải lo mưa là có mình mà nữa cậu chứ là tôi lo cái này mà lưng mà ngay hết xin được quá đâu các bạn ơi, sau một thời gian ăn uống bận no say rồi thì bây giờ là thời gian của hạt thì mình với Thắng xin phép dừng video tại đây nha. Rồi có gì thì các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình nhá. Rồi có gì thì Thắng hãy chào video. Bye.